Xin chào bạn nhé, nay mình giới thiệu bạn một số con bot Telegram. Con này là con Sisira. Ok, token SSN nhé, gửi về chỉ ví TRC20 chôn nhé. Đó là nhiệm vụ bạn sẽ không được 0.5 token, thường một swap bạn sẽ được 0.1 token nhé. Start này. Con này chạy trên con bot khác, con là bot Buri này. Con này thì nó rất nhiều underdog trong này. Đó, rất nhiều underdog trong này. Mình sẽ làm với con này nhé. Đây, start này. Soi cái này này, và Telegram này. Soi Telegram, start này, static này. Bỏ đi một số con bot ở group vào. Bây giờ chả không. Và để mình tí nha, mình bỏ đi một số con bot, một số group. Được rồi, chơi cái này. Con này không ngon này qua. Không một con này, bỏ đi. Ok, soi cái này này, rồi quay ở đây, rồi vui lòng xem tên nhé. Xong nhiệm vụ, đã xong nhiệm vụ rồi đây. Chưa, đây còn là Facebook nhá, Facebook này, bên đây, start. Ok, nó bắt mình gửi đi đây. Xem tên Facebook của bạn. Tên Facebook của mình nhé. Xem tên Facebook của mình. Cái này rất khó này. Tại vì cái tên của mình nó tìm đâu ra rồi. Mình sẽ tìm xem nhé. Tên của mình. Tìm cho tên rất là khó tìm nhé. Đây ra vậy thôi. Nó bắt gửi tên nha bạn nha. Nó bắt gửi tên này. Trên username. Ok, mình dán tên nào. Tên là rất là khó tìm. Thường khó tìm tên nhá. Rồi, ok. Hai cái này thôi à. Hai cái này thì được không? 0.15 đồng gì. Kiểm tra lại nha. Đây là 0.5 đồng nhiệm vụ cơ mà. Đây, nó còn nha. Đây, do cái này này. Đấy, do cái này này. Đấy, bạn vào cái phần tên nha. Rồi đi này. Đó, follow Twitter nhé. Đấy, các nhiệm vụ ở chỗ phần đây này. More activity này. Đấy. Không hiện rõ này. Rồi, follow nha, bạn gửi tên của bạn cho nó nhé. Rất thích gửi tên. Rồi, ok. Tiếp tục, vẫn còn. Rồi cái này nay Twitter là rồi đây nhá, những cái chỗ chưa có tích là bạn làm được nhá. Đó, cái chuyện nờ này này, trời ơi, sao nó đầy thế này, đưa vào xong rồi ao giờ. Đó, rõ này nhá, quay lại này, phải điền tên cái này. Twitter này,
ai xuất tin mà tác ba người bạn nha. Này tác ba người bạn đây. Copy này nhé, sẽ đi nó này, xong bạn xuất tin cái luôn này, đấy, đánh ba người bạn nhé, rồi bạn xuất tin này, bạn quay về home nhé, bạn lấy cái link của bạn vừa xuất tin xong, đây nhé, tên bạn mình trên cơ, trên này. Đây là comment của mình nha, rất tin là chú ý một tí. Các bạn chưa cập nhật. Đây nhé, đây là thứ ba rất tin của mình này, đó. Copy cái link nhé. Bạn dán vào đây. Đây, bạn xem Twitter. Đây nó viết mỗi tên bắt mình viết mỗi tên Twitter đây bạn ạ. Rồi cho nó viết tên Twitter. Rồi, ok gửi đi này. Rồi, follow cái này. Còn một cái này nữa, like Facebook này. Còn là like Facebook nhé. Like và chia sẻ post, ok. Nó không cho một loạt, nó có bắt làm cho một này, không có thời gian quá. Thì tí là bạn cũng mở. Rồi, ok. Đây, like page. Chia sẻ cái này. Chia sẻ công khai, chắc là nó cũng bắt thử tên nha bạn. Bạn có biết cái tên gì không? Easily, ok, tên luôn. Hộ. Tiếp tục nha, mẹ đi ấn nha. À, nó bắt là bạn click follow, ok. Follow nhé, này bạn gửi tên nào, bạn copy tên của bạn đây. Đi cho nó ấy. Lên ok. Còn cái cuối cùng là cái này. View on trên ví. Nó nói gì đâu. Tí mình sẽ kiểm tra. Vô dịch. Dịch cái đoạn này nó ra xem nó bảo gì nhé. Sẽ hoạt động độc quyền, độc quyền. Ok ok. Bạn chỉ giới thiệu sang đó thôi. Rồi xong rồi. Không bắt mình điều gì đây cả. Rồi bạn đã có được 0,6 đồng SN nhé. Đó. Z rồi test được thêm 0,01 SN. Đây là link giới thiệu của bạn nhé.